Xin chào tất cả em đã đến với kênh Béo GP. Và hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra đơn hàng của ngày 22 tây tháng 6 năm 2019 nha. Xem có những đơn hàng nào dễ thương, thú vị và xinh đẹp nhất nha. Và các em hãy gọi 0937 899 707, số điện thoại quen thuộc, để đặt hàng ở kênh Béo GP và ủng hộ chị Béo GP nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần kiểm tra đơn hàng nha. Mở đầu cho phần kiểm tra đơn hàng hôm nay sẽ là đơn hàng của bé Trần Bảo Thi, 135.000. Shop xin cảm ơn Bảo Thi đã ủng hộ shop nha. Bảo Thi có đặt là một hũ xì lam may nè, có tặng kèm theo tiết và cham nha. Một hũ như vậy là 30.000. Tiếp đến là một cái ví đựng tiền BTS ha. Cái chiếc ví này là 55.000 nha. Để chị mở ra cho các em xem phần bên trong cái ví này, rất là xinh đẹp luôn á. Xinh lung linh luôn. Đây, những anh thanh chàng BTS rất là đẹp luôn. Đây ha, cũng giống như những chiếc ví lần trước chúng ta xem ha. Đây, ví BTS mà một loại thôi, đây rất là xinh tươi xinh tươi. Đây, ở đây tưởng tượng đi, đây là khuôn mặt của mình nè, cái anh BTS nè, rất là xinh luôn. Rồi, 55.000 chiếc ví này nhé. Một chai hương sô-cô-la 5.000, hai chai màu thực phẩm nha. Màu thực phẩm, màu này mình chúng ta có thể dùng để ăn được nha, 3.000 một chai. Tiếp đến là một cái hũ nha, 6.000 có nắp. Tiếp đến là đơn hàng của mẹ Kim Quyên tặng cho bé, 107.000 ha. Wow, mẹ có mua tặng cho bé là một búp bê nàng búp bê cô dâu nha, rất là xinh đẹp luôn. Đây, trong một bộ váy màu hồng nè. Wow, rất là nhiều tầng luôn, 1, 2, 3, rồi 3 tầng luôn. Váy cô dâu nè, ở phía sau nè, có cái lớp nè, rất là đẹp luôn. Đây, đây em ấy rất là xinh đẹp nha, búp bê cô dâu mắt đá luôn, 47.000. Tiếp theo là 4 cái ghế, mỗi cái ghế 5.000 nha, một cái bàn, 7.000. Tiếp theo là đơn hàng của bé Võ Trần Đăng Thư, 465.000. Wow, đầu tiên là bé Thư á, có mua là hai bịch keo sữa ATM nha. Mỗi bịch như vậy là 1kg nè. Đây, một bịch, hai bịch nha. Mỗi bịch như vậy là 50.000. Wow, bạn còn có mua là một hũ keo sữa 15.000 nữa nè các em. Và một lốc màu thực phẩm nè các em. Một lốc như vậy là 14.000 nha. Nếu mình mua lẻ thì sẽ là 3.000 một chai. Và mình mua nguyên một lốc như vậy sẽ được giảm 1.000 ha, là 14.000. Và đây là 10 bịch tuyết nha. Bạn có đặt là 10 tuyết nhân tạo nè, mỗi bịch là 10.000 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 bịch nha. Mỗi bịch 10.000. Tiếp đến là 2 bịch Boras, mỗi bịch 5.000. 3 bịch cốm nha. Shop lấy cho em là cốm tim này, cốm tuyết và cốm hoa, mỗi bịch 5.000. Và đây là 3 chai hương nha. Hương dứa, hương môn và hương cam. Không phải hương, không phải là hương môn nha, mà là hương sô-cô-la. Dứa, cam, sô-cô-la, mỗi chai 5.000. Và đây là 10 cái hũ tim nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đủ nha em, có nắp luôn nha. Tiếp đến là 6, chị xin lỗi, hũ 6.000, 5 cái nha. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, đủ nha em. Có 5 cái cham ha, cham táo, cham tháp, cham kẹo mút, cham ngựa boni và cham cầu vồng, mỗi cham như vậy là 5.000. Một chai kem cạo râu nha, 44.000. Một cây đất sét 12 màu nha các em. Đây, một cây đất sét 12 màu, 35.000 nha. Cuối cùng em có đặt là 3 bịch shop ha, shop ly ti, 2 bịch màu trắng và 1 bịch tổng hợp. Nhưng mà shop ly ti thì không bên shop hết tổng hợp rồi, nên chị lấy cho em màu xanh dương rất là đẹp luôn ha. Đây, 3 bịch của mình đủ nha em, mỗi bịch 9.000. Và đây là đơn hàng của bé Phương Anh và mây trắng, tổng của mình là 367.000. Với xì 18.000 rất là đẹp nha, đây là trái đào nè các em, có móc khóa luôn nha. Rất là mềm và đẹp luôn, 18.000 thôi. Hòa, wow, dễ thương chưa nè. Tiếp đến đây là cái gì đây? Whisky nha, Whisky hamburger, có cái mặt mèo nè. Đây, hamburger nằm đây, rất là xinh luôn nha. Chị 80.000 thôi, to ơi là to luôn đó, chị cầm không hết luôn á các em. Wow, đây là cái sừng gì đây? Đây là cái sừng của bé xịt nè. Trời ơi, to khủng luôn nè. Bé xịt 110.000 nha, rất là đẹp luôn. Đây, rất là đẹp luôn, có cả cái sừng luôn nè. Đây, 110.000 nha. Và một chai hương dâu 5.000. Bạn có mua hai cái bánh mochi nha, một cái là 8.000 ha. 5 bịch kẹo nổ nha, đây 5 bịch, 3, 4, 5 ha. Mỗi bịch như vậy là 3.000. Và đây là 10 viên Milu của bạn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây, 10 viên, mỗi viên 2.000. 3 bịch bi không cồn, chị lấy cho em 2 vàng và 1 đen nha. Mỗi bịch như vậy là 15.000. 2 viên kẹo hamburger, chị xin lỗi, kẹo dẻo hamburger 2.500 một viên nha, ăn rất là ngon. Và cuối cùng đây là một combo kẹo có đầy đủ cái hương vị kẹo luôn nha, rất là ngon luôn. Kẹo gấu panda nè, đây đây rất là ngon, kẹo nổ nữa, kẹo son môi nữa, rất là ngon, rất là ngon, chỉ 20.000 thôi. Và đây là đơn hàng của bé Trần Song Nhi, 115.000 đem ơi. Đầu tiên là bạn có mua là một bịch cốm nha, chị lấy cho em là cốm ngôi sao nha, cầu vồng hết chị lấy ngôi sao cho em nha.
5.000 một bịch. Em có mua là hai cái cham ha. Chị lấy cho em một cái cham bánh kem và một cái cham gì đây? Bé ma hả? Hay gì đó. Có cái sừng nữa nè. Rất là dễ thương luôn. 5.000 một cham nhé. Một cái cài cho búp bê nha. Trời ơi, hoa rất là đẹp luôn nè. Hoa đỏ tươi luôn á. Đây, 5.000 một cái nha. Tiếp đến là một bộ kit làm slime nha. Có 12 nguyên liệu làm được 5 loại slime khác nhau nha. Đây, chơi rất là vui luôn. Chỉ 30.000 một bịch thôi. Và một bộ đồ học sinh nữ 25.000 nha. Váy và áo ha. Hai phụ kiện ha. Một phụ kiện vòng cổ đây. Hai phụ kiện, một vòng cổ có hạt và một vòng cổ không có hạt ha. Đây. Có cả bông tai nữa nha. Mỗi phụ kiện như vậy là 5.000. Tiếp theo đây là đơn hàng của ba Đỗ Đức Quý tặng cho bé 228.000 nha. Wow, trời ơi, khủng chưa nè. Marshmallow vani ha. 1, 2, 3. Đây, 3 bịch marshmallow vani, hương vani. Rất là ngon luôn. Và 2 bịch marshmallow trái tim dâu đây. 2 dâu và 3 vani. Tổng là mình có 5 bịch kẹo marshmallow luôn á các bạn. Chỉ 16.000 một bịch thôi nha. Cưng chưa nè. Và đây là một cái cài tai thỏ nha. Đây, có lông. Rất là đẹp luôn. Đây, mình muốn bẻ cong lại như vậy cũng được ha. Mình tạo kiểu, có thể tạo mọi kiểu luôn. Rất là đẹp, chỉ 20.000 thôi nha. Thật là vui tai luôn á. Đây là lắc tai chuông nha, Doraemon, hình Doraemon, 15.000 một dây. Hoa, đẹp quá chừng luôn. Và đây là hai cây bút quạt. À, bút quạt hình trái dâu nè. Mỗi cây như vậy là 10.000 nha. Đây, rất là đẹp luôn. Các em có nhận ra cái này là cái gì không nè? Đây là một cái chông chống tre nha. Chông chống Doraemon ha. Chông chống này là 30.000 ha. Bạn chọn màu vàng ha. Vàng này, vàng nó không có đậm lắm nha em. Rồi đây. Rồi cái nón này gắn lên trên nón đó các em. Chạy á, nó sẽ xoay chông chống rất là đẹp luôn nha. Chỉ 30.000 cái chông chống này thôi. Và cuối cùng đây. Đây là đôi bông tai nước ép nha của bạn ha. 23.000 đôi bông tai như thế này. Và đây là đơn hàng của bé Y Trà My, 116.000. Bạn có đặt là một bộ kit làm slime nha. 30.000, 12 nguyên liệu làm được 5 loại slime khác nhau. Rất là đẹp nha. Rồi, đây là bốn cái hũ tim của mình nha. 2.000 một hũ có nắp luôn nha em. 2 bịch borax, mỗi bịch là 5.000 nha. Mỗi bịch như vậy là 10.000. Đây là tuyết nhân tạo nha. 3 chai màu, mỗi chai 2.000. Một keo sữa 4.000 nha. Một cốm cánh đào nha em. Hết cầu vòng, chị lấy cho em cốm cánh đào. Rất là dễ thương, 5.000 một bịch luôn. Tiếp theo là đơn hàng của bé Võ Kim Hảo, 63.000. Kim Hảo cũng có đặt là một bộ kit làm slime, 12 nguyên liệu làm được 5 loại slime khác nhau nha. Chơi rất là vui mà chỉ có 30.000 thôi. Đây là đơn hàng của mẹ Trương Thị Nhung, 192.000 mua cho bé, tặng cho bé nha. Đầu tiên là mẹ có đặt là một bộ bếp nhôm cho bé nha. Đây, bộ bếp nhôm nó ăn thật, có muỗng, chị lỗi, có đũa nè, muỗng nè, có tất cả những dụng cụ để cho mình nấu ăn nha. Chỉ 60.000 bộ bếp nhôm này thôi nha. Tiếp theo là một bộ kit là slime nha. 12 nguyên liệu làm được 5 loại slime khác nhau. Đây, 30.000 một bộ kit này. Bạn có đặt một cây bút nĩa. Nĩa này là bút chì nha. 5.000 một cây. Và một cây bút BTS cũng 5.000 một cây luôn. Tiếp đến là ba cái hũ tim nha. Mỗi hũ 2.000. 2 bịch borax, mỗi bịch 5.000 nha. Một bịch tuyết 10.000. Một chai hương cam và một chai màu nha. Chai màu thì 2.000, chai hương thì 5.000. Một bịch xốp li ti 9.000. Và cuối cùng là 5 cây nến, mỗi cây 2.000 để mình chơi bếp nhôm đó các em. Hoặc mình cũng có thể thắp nến trong những ngày bị cúp điện. Đây là đơn hàng của bé Nguyễn Lê Trân Châu, 78.000 nha em. Bé có đặt là một chiếc vòng nhựa BTS đây, chị lấy cho em vòng nhựa màu trắng nha, có chữ BTS và chữ ký luôn, 8.000 một vòng. Một bộ váy yếm nha. Đây, váy hồng y và hai tầng luôn. Váy yếm rất là đẹp, 35.000 một bộ nha em. Cuối cùng là một cái cài tóc các em ơi, cài tóc cho búp bê nè. 5.000 nha. Bé Nguyễn Thị Thu Nguyệt ơi, đây là đơn hàng của mình, 197.000 nha. Mình có đặt là 10 cái hũ trái tim ha, 2, 4, 6, 8 và 10 nha. Mỗi hũ như vậy có nắp luôn là 2.000. Một bịch keo sữa ATM ha, 1kg 50.000. 3 bịch đắp xét nha, mỗi bịch như vậy là 3.000. Mình có 4 bịch fit bowl nha, chị lấy đủ cho em 4 màu luôn, mỗi bịch 5.000. Borax 3 bịch, mỗi bịch 5.000. Một bịch hồ 10.000 nha. Hai chai hương nha, một chai hương dứa nè và một chai hương môn ha, mỗi chai 5.000. Tiếp theo là 5 chai màu, mỗi chai như vậy là 2.000 nha. Đây là đơn hàng của mẹ Trần Thị Thu Hồ tặng cho bé 88.000 nha. Chị có mua là một bộ đồ ngắn cho búp bê cho bé nha. Đây, cho bé, cho búp bê mặc. Một bộ đồ ngắn như vậy là 20.000 nha các em. Một cái laptop 5.000 nha. Có hai cái búp bê nha. Shop lấy cho em một cái búp bê mới và một cái búp bê Hello Kitty nha. Mỗi cái như vậy là 15.000. Đây là đơn hàng của mẹ Nguyễn Thị Hồng Vân tặng cho bé 109.000. Mình có đặt là một cái hũ tim 2.000 có nắp luôn nha. Một cái hũ 6.000 cũng có nắp luôn nha. Tiếp theo là hai chai keo sữa, mỗi chai 15.000 nha. Hai bịch tuyết xanh bông bạc, mỗi bịch là 8.000. Một chai màu xanh lá nè,
2.000. Một bịch cốm chói tim nha, 5.000 rất là đẹp. Một bịch borat 5.000 nha. Cuối cùng là hai cái cham, 100 ly trà sữa và 100 kẹo xoắn nha, mỗi cham 5.000. Đây, đây tiếp theo là đơn hàng của chị Hồng, 320.000. Đầu tiên là hai cham ha, 100 ly trà sữa và 100 bình sữa đây, rất là dễ thương luôn. Mỗi cham như vậy chỉ 5.000 thôi. Tiếp theo là một hũ xì lam mây led pin nha. Đây xì lam mây led pin có tặng kèm theo một bịch tuyết và cham ha. Một hũ xì lam như vậy là 30.000. Một cái giường cho búp bê nha. Đây có nệm, gối đầu, gối ôm nha. Rồi, đây, gối ôm. Ý, gối đầu đâu? À, gối đầu bên đây. Chị tưởng là không có gối đầu chứ. 60.000 chiếc giường này nha. Hai bộ đồ học sinh nữ nha. Đây, áo, váy. Bên đây cũng vậy, váy, áo. Rồi, mỗi bộ như học sinh nữ là 25.000 nha. Một bộ bếp nhôm 60.000. Đây, bếp nhôm dùng để nấu ăn thật luôn. Có đũa, muỗng ha, nồi niêu, son, chảo luôn. Tất cả những dụng cụ để cho mình nấu nha. Học làm đầu bếp tương lai nha. Bạn có mua 5 cây nến ha. Nến này dùng để làm gì nè? Dùng để chơi bếp nhôm nha. Mỗi cây 2, nhưng mỗi viên nến như vậy là 2.000. Mình có mua 2 bộ đồ ngắn cho búp bê ha. Một bộ đây, rất là sặc sỡ luôn, bông hoa. Đây, mỗi bộ như vậy là 20.000. Đây, bạn có đặt là 2 đôi bông tai cherry nha. Đây, 1 đôi, 2 đôi, 2 đôi là 4 chiếc ha. Đây, ở đây chị có tặng là đây cái miếng ở phía sau để gắn vô bông tai nè các em. Đây, bông tai cherry, xỏ vô lỗ tai rồi gắn lại ha. Một đôi như vậy là 15.000 nha các em. Rất là xinh lung linh luôn. Và đây là đơn hàng của bé Võ Thị Thu Thủy, 113.000. Trước tiên là bạn có đặt là một cái cài mèo nha. Đây, cài mèo, có lông nhũ luôn, rất là dễ thương, 20.000 một cây nha. Tiếp theo là một cái ống micro. Để làm gì đây các em? Đây, công dụng nó nằm ở đây. Để chút rút chì nha. Chỉ có 15.000 thôi, rất là xinh luôn. Một bịch borat 5.000. Tiếp đến là một bộ, một cái chân váy nha các em. Đây, một cái chân váy nha. Một cái chân váy yếm. Đây, có phần dây nơ rất là đẹp luôn. Đây, chỉ 60.000 cái chân váy yếm này thôi nha. Đây, chị đã thắt cái nơ lại ha. Chị đã thắt cái nơ lại nè. Đây, đây là chân váy yếm ha. Đây, chỉ 60.000 thôi, rất là xinh luôn. Mình có thể kết hợp với nhiều loại áo luôn nha. Rất là đẹp. Áo sơ mi cũng được, mà áo thun cũng được. Chỉ 60.000 thôi. Đây là đơn hàng của bé Nguyễn Ngọc Hà My, 190.000. Đầu tiên là 3 bộ móng tay giả ha. Mỗi bộ như vậy là 7.000. Một cây quạt của nhóm Redpin. Đây, các cô nàng Redpin rất là dễ thương luôn. Vừa là quạt mát, vừa là có nhìn các cô nàng xinh đẹp luôn nha. Chỉ 20.000 một cây thôi. Và đây, anh chàng nào đây của nhóm BTS đây các em. Đây, đây là một cây bút nha. Bút quạt 10.000 một cây. Màu hồng rất là dễ thương. Bé có đặt là một cây bút súng nha. Đây, 5.000 một cây nha các em. Một cái bịch mắt nước Redpin nha, 32.000. Đây, giúp cho đôi mắt của mình mát và ngủ ngon, thông minh, học giỏi nha. Tiếp theo đây là một cái tủ nha. Một cái tủ đựng bút màu đỏ. Đây, 69.000 cái tủ này. Rất là xinh luôn. Các em có thể vừa đựng bút nè, vừa làm trang trí bàn học cho mình nữa nè. Rất là xinh luôn ha. Đây, mình có thể mở thêm một ngăn này nữa nha. Có một học này nữa. Và đây, cái học tủ mình có thể kéo ra được nè. Một học nè, hai học nè. Đây, rất là xinh luôn. Chỉ có 69.000 cái này thôi nha. Đây là đơn hàng của mẹ Lê Thị Minh Trúc, 275.000 tặng cho bé nha. Đầu tiên là hai cái bút chì nha. Chị lấy cho em nè. Đây, bút chì khóa. Và đây là bút chì dẻo nha. Mỗi cây 5.000. Đây là 6 cây bút bạn đặt ha. Hai cây gậy phất trần của ông Tiên đây, rất là xinh luôn. Đây, hai cây. Và hai một cây bút gương, hai cây bút kẹp, kẹp nơ nè, có rất là nhiều công dụng, mình vừa viết mình vừa kẹp tóc được luôn. Rồi, rất là đẹp luôn. Đây. Một cây cù trăng và một cây bút thỏ ha. Đây. Mỗi cây như vậy là 5.000 nha. Chị nhầm nha, 6 cây, hai gậy phất trần nè, hai kẹp nơ, một cù trăng với lại một bé thỏ là 6 cây. Tiếp theo đây có là hai cây bút gương nè, bây giờ mới là ra gương nè. Gương nè, hai cây nè. Tiên cá một cây, một cây thiên nga, một cây bút thơ, một cây ngựa boni, một quyển sổ nha. À, thật ra là bạn không có đặt bút thiên nga đâu, nhưng mà bạn đặt bút hạt lúa. Bút hạt lúa thì bên shop hết rồi. Hiện tại thì bây giờ chỉ còn những loại bút khác thôi, nên shop lấy cho em thay bằng bút hạt lúa bằng cây bút thiên nga nha. Mỗi cây cũng chỉ 5.000 thôi. Tiếp theo là hai hũ xì lam mây ha. Một xì lam mây dưa hấu đây, xanh đỏ, và một xì lam mây ngựa boni nha. Đây, có kèm theo hai bịch tuyết nha và cham. Mỗi hũ như vậy là 30.000. Một cái giường cho búp bê có nệm, gối đầu và gối ôm, 60.000 một cái giường. Một phụ kiện mới vòng cổ 5.000. Một bịch giày cũng 5.000 luôn. Ha ha ha. Hai bịch gương mặt cười, mỗi bịch là 5.000.
Mình có ba cái cham nha, đây một cái cham củ cà rốt, một cái cham cầu vồng và một cái cham kẹo mút nha. Mỗi cây như mỗi cham như vậy là 5.000. Cuối cùng là một hũ xì lam lỏng. Đây, hũ xì lam lỏng 9.000. Và đây là đơn hàng của bé Bích Hương 253.000. Đầu tiên là một bịch mắt nước BTS nha, giúp cho đôi mắt mình mát, thông ngủ ngon và thông minh học giỏi nha. Bịch mắt nước BTS 32.000. Một Wixi Panda 25.000 nha, mềm ơi là mềm, cưng ơi là cưng luôn. Tiếp đến là bạn có mua hai cái cài tai mèo nha. Chị thiết nghĩ là hai chị em mình nên đeo hai cái cài giống nhau, cho nên là chị lấy hai màu giống nhau luôn. Em thích á thì hả, chị cảm ơn nhiều. Và nếu như mà em muốn khác màu á thì em có thể liên hệ lại với shop liền giùm chị nha. Chỉ 20.000 một cái cài tai mèo như vậy thôi. Đây một bộ bếp nhôm nha, 60.000, có đầy đủ các cùng dụng cụ để cho mình nấu ăn nha, bếp nhôm. Đây là ba cây bút súng ha, mỗi cây 5.000. Hai viên nến mỗi viên 2.000. Một trang trí móng tay 5.000, có hình con bướm rất là xinh luôn. Cuối cùng là hai bịch marshmallow, đây sô cô la và vị vani, ăn rất là ngon luôn. Mỗi bịch như vậy là 16.000. Bé Nguyễn Thị Ngọc Khanh ơi, đây là đơn hàng 190.000 của mình đến rồi nè. Đây là ai mà đẹp trai dữ vậy nè. Đẹp trai quá. Đây là anh Ken này là anh Ken 45.000 nha. Xinh. Và không thể thiếu một cô nàng búp bê mắt đá trong bộ váy bạc rất là sành điệu luôn ha, 35.000, tóc vàng hồng nha. Tiếp đến là một chiếc cặp nha, cặp cho búp bê 9.000. Một bộ chén mini cho búp bê 3.000. Quá wow, xinh lung linh luôn. Một bộ váy cưới, một bộ combo cưới trong màu sặc sỡ, màu đỏ, rất là rực rỡ luôn nha. Túi cũng màu đỏ luôn, có đính mà hai cái hoa màu trắng rất là đẹp luôn. Đây, váy cũng màu đỏ, cài cũng hoa đỏ, hay lip cũng hoa đỏ luôn. Đây, một bộ combo như vậy chỉ có 35.000 thôi. Đầy đủ luôn nha, vừa lip, vừa túi, vừa cài nha, vừa váy cô dâu luôn ha. Xinh ơi là xinh luôn, rất là đẹp. 35.000 bộ combo này nha các em. Tiếp đến là một hũ xì lam mây đây. Hũ xì lam mây dưa hấu nha, rất là đẹp luôn. Xanh xanh đỏ đỏ, có kèm theo tiết và cham, 30.000 một hũ. Đây là đơn hàng của anh Đinh Xuân Ninh, 138.000 mua cho bé nha. Mình có mua là hai bịch tiền cho búp bê nè, mỗi bịch là 2.000 nha. Tiếp đến đây là 5 bịch phụ kiện ha. Anh mua phụ kiện tổng hợp luôn. Đây, một phụ kiện nè, có vương miệng và bông tai cho búp bê nè. Rồi một phụ kiện là có mắt kính nè và một cái túi cho búp bê nè. Trời, cái túi rất là đẹp luôn. Và một đôi giày, một bịch giày, một cái laptop, một bịch mắt kính. Tất cả những cái này chỉ là 5.000 một bịch thôi nha. Tiếp đến là hai bịch móc, mỗi bịch là 3.000. Và đây là hai cô nàng mắt đá xinh đẹp, xinh ơi là xinh, xinh lung linh luôn. Một cô nàng trong bộ váy đỏ và một cô nàng trong bộ váy xanh nha. Đây, cô nàng váy đỏ thì là tóc hồng tím nha, cô nàng váy xanh thì là tóc hồng đen, rất là xinh luôn, truyền thống luôn. Màu đen là màu truyền thống, màu tóc truyền thống của chúng ta đó các em. Mỗi cô như vậy là 35.000 nha. Bé Hoàng Thị Minh Hoàng, cô chị xin lỗi, bé Lê Thị Minh Hoàng ơi, một đơn hàng 190.000 của mình đây rồi. Đầu tiên là một bộ kit làm xì lam 12 nguyên liệu, làm được 5 loại xì lam khác nhau nha. Đây, có tiền tiếng giấy rất là lung linh luôn, chỉ 30.000 một bộ. Cái hũ trái tim nha, mỗi hũ như vậy là 4, chị xin lỗi, mỗi hũ là 2.000 có nắp luôn nha. Hai cây bút thỏ BT21 đây, mỗi cây 5.000. Wow, hai bé cường ngồi cung trăng rất là xinh luôn. Mơ màng, hai mắt to đùng luôn, không thể nào ngủ được ha. Ngồi trên trăng sướng quá, mỗi cây 5.000. Tiếp đến là hai combo kẹo nha. Mỗi combo kẹo như vậy là 20.000. Trời ơi, có kẹo hamburger vị sô-cô-la luôn nè, các bạn tìm nè. Ôi, rất là ngon luôn nha, mỗi hương vị khác nhau luôn á. Đây, chỉ một combo chỉ có 20.000 thôi, bạn mua tới hai combo luôn. Tiếp đến là một bộ bếp nhôm nha các em. Đây, một bộ bếp nhôm để nấu ăn thật luôn, có đầy đủ các dụng cụ để mình nấu ăn nha, tập làm đầu bếp tương lai luôn ha. Đậm đen, chỉ 60.000 thôi. Wow, đây là đơn hàng của mẹ Lê Thị Bích Tuyền, 600.000 mua tặng cho bé nha. Đầu tiên sẽ là hai em búp bê mắt đá ha. Bộ tóc thiệt là dài luôn nè, dài tới chân luôn nè. Đây, trong bộ váy bạc rất là xinh ha, và bộ váy đỏ luôn. Đây, tóc hồng đen luôn và tím hồng luôn, rất là cưng. Đây, khuôn mặt thì rất là xinh xắn nha. Đây, ôi đẹp chưa nè, đôi mắt to tròn, chỉ 35.000 một bé thôi nha. Đây là một cái kệ giày nha, kệ giày cho búp bê 38.000 một cái kệ giày nha. Wow, đây đúng là một đơn hàng khủng đồ về đồ chơi cho búp bê nha. Đây là vỉ phụ kiện 80.000, túi xách nè, nón nữa nè, có giày nữa nè,
và máy chụp hình nè, micro nữa nè, đầy đủ tất cả các dụng cụ, kem nón, đồ túi, chị xin lỗi, túi xách đồ cho búp bê đầy đủ, đa dạng luôn nha, có túi Hello Kitty nữa, rất là nhiều kiểu luôn, vỉ như vậy 80.000 thôi các em. Wow, ngoài vỉ phụ kiện 80.000 còn có vỉ giày 100.000 luôn. Đây, có giày thể thao nè, giày boss nè. Wow, có giày thể thao màu hồng nữa nè các em. Giày thể thao màu hồng đây, kiểu mới rất là đẹp luôn nha. Đây, bên đây nữa có rất là nhiều kiểu luôn. Ồ, giày boss màu đen luôn. Có cả giày tiên bướm nữa nè. Rất là đẹp, chỉ 100.000 một vỉ này thôi. Wow, và cuối cùng đây là một cái bồn tắm đứng nha. Đây, một cái bồn tắm đứng, có nhà tắm nè, cái lavabo nè, rồi có gương nữa nè. Đây, rất là nhiều luôn. Bồn tắm này là 295.000 nha, rất là đẹp luôn và to nữa. Chỉ 295.000 cái nhà tắm này thôi. Và đây là đơn hàng của bé Diệp Linh, 712.000. Wow, các bạn ơi hãy comment cho chị biết có phải là đơn hàng của bé Diệp Linh là đơn hàng khủng nhất hồi ngày hôm nay chưa nè. Và đơn hàng của bé Diệp Linh cũng là đơn hàng cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đó. Xem bạn Diệp Linh mua những gì nha. Wow, và đây nha, đầu tiên đây là bốn cô nàng búp bê mắt đá ha. Đây, 1, 2, 3, 4 này. Chị lấy màu tóc cũng khác nhau mà kiểu váy cũng khác nhau luôn nha. Đây, bên đây là tóc trắng cam, đây là vàng hồng, đây là tím hồng và cuối cùng là đen hồng ha. Trong 4 bộ váy khác nhau luôn, mỗi em là 35.000 nha. Wow, và tiếp theo là bạn có đặt là ba anh Ken nha. Ba anh Ken mặc áo vest, mỗi anh là 35.000. Đây, rất là xinh luôn. Đây, chị cho xem mặt từng anh Ken nha. Mũi rất là cao luôn, rất là đẹp luôn. Đây, anh Ken thứ 2. Và đây, anh Ken thứ 3. Đây, mũi rất là cao, ơi là cao luôn á. Đây, rõ rồi nè. Tiếp đến là bạn có đặt là hai vỉ giày 17.000, 12 đôi nha. Đây, bên đây có đôi giày boss màu hồng và bên đây có đôi giày boss màu vàng nha. Đây, hai vỉ, mỗi vỉ 17.000. Và đây là một cái tủ năm học cho búp bê nha, 45.000 một tủ như thế này. Tiếp đến là ba bịch móc nha, mỗi bịch như vậy là 3.000 cho búp bê nè. Và đây là năm cái Wixi nha, Wixi 12.000. Đây, có mặt gấu nè. Rồi đây, wow, cái này đẹp nha, có hình ông già Noel nữa nè. Wow, rất là đẹp luôn. Đây là Wixi hình trái tim nè. Wixi giống cục xịt không các em? Wow, chị cũng không biết nữa, rất là đẹp luôn nha. Ở đây, Wixi kem. Rồi, mỗi Wixi như vậy là 12.000 nha. Tiếp đến là hai bộ kit làm xì lam nha, có 12 nguyên liệu làm được 5 loại xì lam khác nhau nha. Đây, 1, 2, một bộ như vậy chỉ là 30.000 thôi. Wow, đây là váy 3.000 nè, để coi bạn mua bao nhiêu cái nha. Một cái nè, 1, 2, 3, 4 và 5, 5 cái váy đơn giản nha, 3.000 một cái. Và 2.000 có nắp luôn nha, đầy đủ nắp nha, nhưng mà chị không quay nắp thôi, 2.000. Đây là hai cái laptop nha, mỗi cái như vậy là 5.000 cho búp bê. Wow, có cả bộ phụ kiện 87.000 nha, vừa có laptop, vừa có túi vải, vừa có tiền, vừa có này là gì, nít cô dâu nè, váy đơn giản nè, chén nè, tiền nè, không phải, phụ kiện mới, có tiền luôn, có tập sách cho búp bê, có cài tóc, có móc, có mắt kính, nói chung là vân 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 các phụ kiện của búp bê nha. Có cả nón len nữa nè, vỉ phụ kiện bao gồm tất cả những đồ chơi như vậy chỉ có 87.000 thôi đó các em. Và đây là sợi dây chuyền BTS nha, anh chàng nào đây, đây. Một sợi như vậy là 15.000. Rồi, đây cầm mình có hai cái ba lô 15.000 nha. Một cái chị lấy cho em là màu xanh lá nè, và một cái Hello Kitty ha, mỗi cái 15.000. Bạn có mua là 5 cây bút thú ha, tất cả các loại thú luôn khác nhau nè. Đầu tiên là Pokemon nè, tiếp theo là Pony nè, tiếp theo là báo hồng, mèo, 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 và cuối cùng là vua heo, vua cá heo nè. 5 cây, mỗi cây 5.000 nha. Thật ra thì bên shop cũng còn rất là nhiều loại hình con thú khác nhau nữa nha, không phải chỉ 5 bạn này đâu nha, còn rất là nhiều luôn. Và đây là một chiếc áo thủy thủ nha, thủy thủ mặt trăng nha. Đây, màu trắng nha. Đây, rất là đẹp luôn, có hình chú gì đấy, chú thuộc Mickey hả các em. Đây, rất là đẹp, thắt cái nơ ha, mình có thể thắt xuống nữa. Chị thắt tới đây thôi ha, các em có thể tùy chỉnh theo ý của mình nha. Đây, từ 25 cho đến 52kg độ, chỉnh lỗi từ 25 cho đến 4, áo này là khoảng chừng 45-46 độ lại là mình mặc vừa các em nha. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, chị sẽ quay gần lại cho các em xem nè. Đây, rất là đẹp, chỉ 50.000 một cái áo như thế này thôi nha. Và đơn hàng của bé Diệp Linh cũng là đơn hàng cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay rồi. Các em hãy gọi 0937899707 để đặt hàng ở shop Béo Chibi. Hãy nhấn like và
chia sẻ video nếu như các em yêu mến Bé Úc Chibi nha. Hãy ủng hộ kênh Bé Úc Chibi. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở video sau nha.